Nga và hai nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ vừa thành lập một liên minh kinh tế, dĩ nhiên trong danh sách thành viên không có Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đặt bút ký hiệp ước thành lập Liên minh Kinh tế Á-Âu với sự tham gia của ba nước Nga, Belarus và Kazakhstan. Sự hợp tác giữa ba nước kể trên tạo nên một liên minh với dân số khoảng 170 triệu người, GDP gần 3.000 tỷ đô la Mỹ. Cuộc họp hôm nay rất đặc biệt và mang tính lịch sử. Nga, Belarus và Kazakhstan ký kết quyết định thành lập liên minh kinh tế Á Âu. Thỏa thuận này nâng tầm hợp tác của các bên lên một tầm cao mới. Điều dễ nhận thấy là liên minh kinh tế Á Âu không có Ukraine, nước vốn thân nga cho tới khi xảy ra căng thẳng vào cuối năm ngoái và đỉnh điểm là việc bán đảo Crimea tách Ukraine về nga. Tình hình vẫn đang rất căng thẳng tại Ukraine. Theo phản đối chính phủ tại thành phố Donetsk tiếp tục nổi dậy, bạo lực đã nổ ra gây thương vong về người và của. Chúng tôi muốn trở thành một phần của Nga, cần phải chấm dứt những cuộc đụng độ này càng sớm càng tốt. Trong bối cảnh này, ông Putin bị đặt vào thế tiến thoái lưỡng nan hoặc chấp nhận sáp nhập Donetsk như Crimea hoặc tiếp tục giữ thái độ mềm mỏng kể từ khi ông Poroshenko đắc cử tổng thống Ukraine. Trước đó, Nga cho biết sẽ tôn trọng kết quả bầu cử và hứa sẽ rút quân ra khỏi biên giới của nước láng giềng. Tuy nhiên, thiện chí này có kèm điều kiện. Vấn đề không thể cứ tiến triển nếu cứ dựa vào những lần đàm phán. Có lẽ cần thêm các biện pháp hiệu quả hơn để chấm dứt bạo lực. Nếu cần thì phải áp dụng trừng phạt về phía thị trường kể từ khi ukraine có tổng thống mới diễn biến khả quan hơn thấy rõ tâm lý nhà đầu tư đặc biệt thoải mái khi thấy nga sẵn lòng hợp tác với lãnh đạo mới của ukraine